Trước tình trạng nông dân nuôi bò sữa của nhiều địa phương phải đổ bỏ sữa tươi vì doanh nghiệp không thu mua, cục chăn nuôi vừa đề nghị các sở nông nghiệp có chính sách khuyến khích, tạo cơ chế cho doanh nghiệp thu mua, chế biến bao tiêu hết lượng sữa tươi nguyên liệu cho người chăn nuôi. Cục yêu cầu các địa phương kiểm tra, giám sát tình hình chăn nuôi bò sữa và thu mua sữa tươi nguyên liệu của các doanh nghiệp đối với người chăn nuôi bò sữa trên địa bàn đồng thời sở nông nghiệp các tỉnh cần làm việc với doanh nghiệp để tìm hiểu rõ nguyên nhân đề xuất giải pháp khắc phục và tạo ra cơ chế để cho doanh nghiệp bao tiêu hết sữa cho nông dân các sở cũng cần hướng dẫn hỗ trợ người chăn nuôi bò sữa ký hợp đồng tiêu thụ sản phẩm với các doanh nghiệp trước khi tổ chức chăn nuôi bò sữa khuyến cáo người chăn nuôi phải thực hiện đúng hợp đồng cung cấp sữa tươi với doanh nghiệp